Chelsea gây bất ngờ khi thay đổi cách tiếp cận và dẫn trước 2 bàn, nhưng những điều chỉnh của huấn luyện viên Mikel Arteta cùng may mắn giúp Arsenal hòa 2-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Trên sân Stamford Bridge, điều bất ngờ nhất trong những thay đổi chiến thuật của Pochettino là việc từ bỏ cách tiếp cận pressing tầm cao thông thường để chuyển sang sử dụng hàng tiền vệ thận trọng hơn. Trong trận mở màn hòa Liverpool 1-1, việc đẩy cao đội hình đá pressing mà Pochettino lựa chọn đã tạo nên thế trận căng thẳng. Huấn luyện viên người Argentina muốn tránh điều đó lặp lại nên đã áp dụng sơ đồ 4-4-2 chặt chẽ, không áp sát các hậu vệ Arsenal mà hạn chế khoảng trống để đối thủ lên bóng. Cách này hiệu quả khi hai cầu thủ phân phối bóng của Arsenal là Jorginho và Oleksandr Zinchenko bị theo sát, gặp khó khăn trong việc luân chuyển, qua đó khiến đội khách không thể đẩy nhanh nhịp độ như thường lệ. Ngoài ra, màn trình diễn do dự và thiếu bùng nổ của Arsenal được cho là bị ảnh hưởng bởi trời mưa lớn và mặt sân vũng nước. Hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của Chelsea, Conor Gallagher và Cole Palmer, thi đấu tự do và liên tục di chuyển, khiến hàng thủ Arsenal rối loạn và mắc những sai lầm trong cả hai bàn thua. Đầu tiên là việc trung vệ William Saliba để bóng chạm tay từ cú đánh đầu của Mikhailo Matvic trong vòng cấm, giúp Palmer đá phạt đền mở tỷ số phút 15. Đầu hiệp 2, pha chuyển lỗi của Ben White giúp Chelsea phản công. Matvic bứt tốc bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm quá lực, vô tình đưa bóng về góc xa, quá tầm với của thủ thành David Raya. Trang chủ ngoại hạng Anh đánh giá cao việc Pochettino sử dụng Palmer và Gallagher ở vị trí số 9 ảo, giúp áp đảo đáng kể Arsenal ở khu trung tuyến. Trong 68 phút đầu, trước khi có nhiều sự thay người làm thay đổi cục diện, Declan Rice và Jorginho được giao nhiệm theo kèm lần lượt theo kèm Moises Caicedo và Enzo Fernandez. Bộ đôi của Arsenal nhiều lần mất vị trí để hồng cả Gallagher và Palmer, dẫn đến những pha phản công nguy hiểm của Chelsea. Điều này được thể hiện rõ ràng ở bàn thắng đầu tiên, khi cả Jorginho và Rai đều theo sát Caicedo và Fernandez ở 1/3 sân đối phương, giúp Gallagher thoải mái dẫn bóng ở tuyến giữa. Arsenal quyết đoán hơn, pressing tầm cao, đá trực diện sau giờ nghỉ. Nhưng pha lập công có phần may mắn của Matic ở phút 48 đã dội gáo nước lạnh vào tinh thần thi đấu của đội khách và cục diện trận đấu như dường như an bài, cho đến khi Emile Smith-Rowe và Eddie Nketiah vào thay Gabriel Jesus và Jorginho. Từ đó, Arsenal có hai tiền vệ công, Smith-Rowe và Martin Odegaard, để chiếm giữ khu vực giữa sân và cung cấp các phương án thực hiện những đường truyền mạo hiểm hơn. Mối liên hệ giữa Smith-Rowe và các hậu vệ giúp Arsenal tạo được chút động lực, dù điều đó dường như chưa đủ nếu không có đường truyền lỗi của thủ thành Robert Sanchez giúp Rice sút một chạm từ cự ly hơn 35m đưa bóng về góc xa khung thành đã bỏ trống, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 77. Kai Havertz, một thay đổi khác của Arteta, cũng để lại dấu ấn. Cầu thủ người Đức tìm thấy khoảng trống giữa các tuyến mà Arsenal thiếu trong 70 phút đầu. Phút 84, anh truyền cho Bukayo Saka, người loại bỏ Malo Gusto bên cánh phải rồi tạt về cột xa để Leandro cho sớt một cầu thủ giữ bị khác đá nối chéo góc ấn định tỷ số 2-2. Theo trang chủ ngoại hạng Anh, không chỉ nhờ những thay đổi chiến thuật và nhân sự của Arteta, Arsenal giật một điểm từ Chelsea nhờ thái độ và việc chấp nhận rủi ro. Đầu trận, chúng tôi thi đấu không đủ mục đích và sự rõ ràng, Arteta thừa nhận, trước khi nói thêm rằng Arsenal trở thành tập thể tốt hơn nhiều trong hiệp 2. Trong khi đó, việc thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh khiến Chelsea rơi chiến thắng, từ việc không thể thích nghi với sự xuất hiện của Smith-Rowe và Havertz đến việc mắc những sai lầm cá nhân ở thời điểm quan trọng. Kết quả 2-2 khiến Chelsea đứt mạch 2 chiến thắng tại ngoại hạng Anh và hiện đứng thứ 10 với 12 điểm. Trong khi đó, Arsenal duy trì mạch bất bại từ đầu mùa để vươn lên thứ 2 với 21 điểm như Manchester City, nhưng xếp sau về chỉ số phụ. Ở vòng 10, Chelsea vẫn thi đấu tại Stamford Bridge gặp Brentford, còn Arsenal trở về sân nhà Emirates tiếp câu lạc bộ bét bảng Sheffield United.